Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách in từ điện thoại qua máy photocopy nha. Thì đầu tiên mọi người vào đây tải cái app này về ha. Connector ha. Rồi, sau đó bấm vào đây nha. Cái này nhớ là của hãng sản xuất của Ricoh nha. Bấm vào đây. Rồi, sau đó bấm vào cài đặt. Rồi chờ máy tải về nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì chuẩn bị mình mở cái app này lên. Rồi một xíu. Rồi mở lên nha. Rồi. Các bạn thì chỉ cần bấm vào OK. Thì ở đây á thì các bạn nhớ cấp quyền cho cái ứng dụng này nha. Sẽ cấp quyền cho nó. Cấp quyền hết luôn, tại vì nếu mà bạn không cấp quyền á thì bạn không vào được cái máy thư mục này để in từ điện thoại qua máy photocopy đâu, bạn vào cấp quyền cho nó. Cấp quyền hết, ở đây mình cấp quyền hết luôn nha. Sau đó thì mình thoát ra bình thường đó. Thoát ra. Rồi chỗ này á, bây giờ mình muốn thêm cái máy photocopy vô đúng không? Mình bấm qua, mình lướt qua đây. Lướt qua đây ha. Đó, lướt qua đây. Đấy. Lướt qua đây đúng không? Thì bây giờ mình ví dụ như mình thêm máy in nè, mình bấm vô chỗ này nè. Bấm vô cái mục này. Đó, ví dụ như bây giờ muốn thêm máy, bây giờ ở cái này mình xóa cái máy này đi, tại vì nó mình có lưu lại đó. Đó đây. Rồi bây giờ ví dụ như thêm máy đúng không? Bấm vào đây, thêm máy. Rồi thêm mình địa chỉ IP nha, thêm mình địa chỉ IP tại máy chủ. Rồi nhập tên máy chủ, máy IP của máy photo nè. IP của máy photo của mình là 192.168.1.200 192.168.1.200 nha. Là sớm OK. Đó thì cái này thì máy đang tìm kiếm cái photocopy mình đó. Rồi sau khi nó tìm kiếm ra xuất hiện như vậy này, sau đó bấm chết vào đây nha. Nếu bạn chưa chết thì bấm chết vào, sau đó bấm đăng ký. Và như vậy thì sau đó mình chọn máy này đó. Và bây giờ thì để mình in thì mình sẽ bấm vào đây, mình có thể vào các thư mục của mình đó. Ví dụ như vào album hình của mình nha, để in hình cái nào đó, ví dụ như mình in hình này đi đó. Thì chọn in thôi. Thì chỗ này nó có một mặt hai mặt gì đó, tại vì file mình của mình một mặt, mình chọn một mặt đó. Ví dụ như các bạn in hai mặt thì chọn hai mặt cái này đó, kiểu vậy. Mình đây một mặt mình chọn, sau đó mình bấm in đó. Thì file đã gửi xong thì chắc chắn chắn file đã đi rồi ha. Đó như vậy. À, ví dụ như còn in từ file thư mục đó, ví dụ như trong này thì các bạn chọn tới cái file Word hay gì đó mình lưu ở đâu đó thì bạn chọn luôn ha. Đó, đó là như vậy là đã cài xong cái chức năng in từ điện thoại qua máy photocopy ha. Đó. Và bạn lưu ý nhớ một điều này, các bạn nhớ kết nối cùng với hệ thống wifi của mình nha. Nên nó mới kết nối với nhau được. Đó, như vậy.